Super Mega Sale ngày 7 tháng 7, 20 deal đấu giá chỉ từ 1.000 và tặng miễn phí 3 voucher giảm giá 1 triệu chỉ có trên Shopee Metashop. Xin chào các bạn, dưới 4 triệu, đây là chiếc máy có màn hình vô đối các bạn nhé. Redmi Note 13 phiên bản sách tay. Nhưng mà ngoài màn hình ra, chiếc máy này có gì này, các bạn có nên mua hay không? Ưu nhược điểm sẽ là gì? Bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng Mobile City thì các bạn có thể ủng hộ mình trên Shopee, mới nhất là Metashop. Trên đó thì mình sẽ bán phụ kiện điện thoại này, cộng với cả là điện thoại bảo hành vàng full 12 tháng. Đồng thời mình cũng sẽ bán hàng trên cả TikTok Shop. Anh em có thói quen mua hàng trên nền tảng nào ấy thì ủng hộ mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ok, đầu tiên là tiền đâu thì hiện tại mức giá của chiếc Redmi Note 13 phiên bản sách tay có mức giá tại Mobile City phiên bản RAM 6GB sẽ là 3.750.000. Vậy thì tại vì sao mình nói đây là chiếc máy có màn hình vô đối trong tầm giá? Vì nó là sự thật các bạn nhé, các bạn nhìn giúp mình cái màn hình này. Chưa xét tới thông số cấu hình, chúng ta sẽ có một chiếc máy viền màn hình mỏng được chưa ạ? Mặc dù chiếc Note 13 ấy, viền nó sẽ dày hơn so với cả chiếc Note 13 Pro, nhưng cũng là mỏng trong tầm giá. Cằm nó chỉ dày hơn trán một tí kẹo thôi. Nên thực sự nhìn mặt trước của chiếc Redmi Note 13 rất là sexy. Nó không thua kém gì những máy tầm giá 5, 6, 7, 8 triệu. Ví dụ nó sẽ sấp xỉ ngang với cả chiếc Redmi Turbo 3. Đấy, rất là phê luôn. Và cụ thể đây sẽ là một cái màn hình kích thước 6,67 inch tấm nền AMOLED. Tần số quét là 120Hz và độ phân giải sẽ là Full HD. Độ sáng tối đa nó sẽ khoảng tầm là 1.000 nit. Nhưng mà lưu ý, đây là độ sáng toàn màn hình các bạn nhé. Và cái màu sắc đem lại của chiếc Redmi Note 13 thực sự rất là phê. Mình chưa có cái thông số cụ thể về độ say màu, nhưng mình thấy đây là một cái màn hình các bạn dùng để giải trí cũng được, mà làm việc cũng ok nha. Màu sắc không bị quá say màu đâu, nhưng mà vẫn sống động này, nổi bật, xem phim giải trí rất là ok. Nếu các bạn không tin ý, có thể qua Mobile City để trải nghiệm thử chiếc Redmi Note 13 để xem là trong tầm giá 4 củ có chiếc máy nào mà đẹp hơn hay không. Mình nghĩ là không các bạn nha. Còn nếu mà anh em biết có chiếc máy nào mà dưới 4 triệu màn ngon ý, comment cho mình xin một cái tên. Tiếp theo, một điểm cộng cũng rất lớn của chiếc Redmi Note 13 đó là về thiết kế các bạn nhé. Máy mỏng nhẹ này, viền vuông đúng chen, cụm cam nhìn rất là trẻ trung đúng không? Chiếc máy này thì nhìn khá giống so với cả chiếc Redmi Note 13 Pro, chỉ là bị cắt giảm đi một phần ống kính thôi. Các bạn mà mua cái phiên bản màu trắng ấy, gọi là tranh xả luôn. Nhiều khi cứ tưởng đây là một chiếc máy tầm 7-8 củ cơ, vì nó quá đẹp luôn. Hoàn thiện tốt và có cả kháng nước IP54 các bạn nhé. Dùng đi mưa nhẹ thì vẫn tự tin hơn. Về hiệu năng của máy thì sử dụng con chip Dimensity 6080. Về cơ bản ấy, nó sẽ sấp xỉ ngang với cả là Snapdragon 855 các bạn nhé. Tầm tầm đấy, không chính xác nhưng mà khoảng khoảng đấy. Nên đây sẽ là một chiếc máy dành cho những bạn giải trí cơ bản này, hoặc là chơi game nhẹ. Ví dụ chơi Free Fire này, Liên Quân này, tốc chiến là ok, 60 FPS ngon lành ổn định. Game tầm trung như kiểu PUBG, COD thì cũng chơi được. Nhưng mà các bạn sẽ phải để mức đồ họa thấp một chút các bạn nhé. Máy giá rẻ mà, đừng chơi game nặng quá được chứ ạ. Và rất là vui khi mà chiếc máy này thì được chạy Xiaomi HyperOS rồi, nên mặc dù nó có giật hơn chiếc Redmi Note 13 Pro, nhưng mà trong tầm giá mình thấy đây là một cái trải nghiệm ok, ổn áp các bạn nhé. HyperOS thì mượt hơn MIUI khá là nhiều rồi. Tiếp tục này, pin sạc của máy rất ok trong tầm giá, 5000mAh đi kèm với cả sạc nhanh 33W. Camera thì sao? Cam chính của máy rất ổn nha, thậm chí là vượt trội tầm giá luôn. Chúng ta sẽ có cam chính là 108 chấm, tất nhiên cảm biến Samsung bình thường thôi, nhưng kích thước của nó khá to các bạn nhé, 1:1.67 inch đấy. Rất nhiều máy tầm giá 6-7 củ vẫn sử dụng cảm biến là 1:2 inch thôi nha. Em này cảm biến to hơn. Và mình công nhận đấy, chất ảnh chụp ra của chiếc Redmi Note 13 thuộc dạng là ao trình tầm giá. Khi mà các bạn chụp gần thì xóa phông rất là tự nhiên, rất là đẹp nha. Màu sắc lên tươi, độ chi tiết cao, 108 chấm, mà các bạn mà xét đủ sáng ấy, con này nét căng đét luôn. Cam trước của máy Xiaomi cũng đang cải thiện rất nhiều rồi. Da mặt mịn màng này, màu sắc bắt đầu hồng hào rồi các bạn nhé. Nhất là chụp ngoài trời ấy, cực kỳ phê. Và một vài điểm cộng nhỏ khác như kiểu là máy có giắc tai nghe 3.5mm này, có cổng hồng ngoại này, có 2 SIM được chưa? Nãy giờ mình khen nhiều rồi đúng không? Tất nhiên, chiếc máy này thì cũng sẽ có một vài nhược điểm các bạn nhé. Gọi là nhược điểm thì hơi quá, tại vì đây là một chiếc máy giá rẻ mà nó sẽ phải cắt giảm đi một vài thứ, nhưng mà đây mình vẫn sẽ kể ra cho các bạn biết thôi nhá. Đầu tiên này, máy sẽ chỉ có một loa mà thôi. Đấy, loa phía dưới thôi nhá, phía trên không có loa. Thì những bạn mà kiểu xem phim, giải trí mà hay là chơi game bắn súng ấy thì phải xem xét nhá, tại vì một loa ấy rất là khó chịu. Ví dụ chơi game bắn súng đi, làm sao mà xác định được địch bên trái hay phải đúng không? Xem phim thì cũng sẽ không phê lắm, cá nhân mình thấy như vậy. Tiếp theo,
Camera chính của máy rất ok rồi, nhưng mà cái camera siêu rộng thì lại không có các bạn nhá. Hơi tù nhỉ. Và rõ ràng rồi, camera trước của máy thì quay phim ấy nó sẽ chỉ là 30fps mà thôi. Và đây, một nhược điểm rất lớn đó là vì chạy giao diện HyperOS nên hiện tại để mà unlock chiếc máy này thì rất là khó khăn các bạn nhá. Nhưng mà rất may, nếu như các bạn mua tại Mobile City mà kèm bảo hành vàng các thứ ấy, thì sẽ được cài ROM miễn phí luôn các bạn nhá. Em này thì cũng có kiểu cài ROM mà vượt quyền unlock rồi. Vậy thì khi mà so với cả đối thủ trong cùng tầm giá sẽ ra sao? Trong cùng tầm giá này những hãng khác thì mình nghĩ là con này vô đối rồi, thực sự luôn, nhất là về màn hình nha. Mình sẽ so sánh với cả cùng hãng Xiaomi đi. Nếu mà tầm giá này thì các bạn có thể mua được chiếc Redmi Note 11T Pro phiên bản RAM thấp. Đấy, chênh nhau một vài trăm nghìn là cùng thôi. Thì rõ ràng 11T Pro ấy mạnh hơn chiếc máy này rất rất nhiều các bạn nhá. Nhưng bù lại, con này màn hình vượt trội này, camera vượt trội, được chưa ạ? Nên chiếc Redmi Note 13 ấy sẽ là một chiếc máy dành cho ai? Dành cho những bạn mà thích giải trí cơ bản, thiên về màn hình với cả camera. Như mình nói ban đầu video, trong tầm giá dưới 4 củ, đây là một chiếc máy vô đối về màn hình các bạn nhá. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 13 trong tầm giá dưới 4 củ, các bạn thấy có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới và đừng quên, link mua chiếc máy này tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả này cộng với cả bình luận ghi. Giờ xin chào, bye bye.